Xin chào các bạn, trong nội dung bài 4 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về biến ở trong ngữ lập trình Java. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về 8 cái kiểu dữ liệu nguyên thủy, về cái khả năng lưu trữ cũng như là nó dùng để lưu trữ những cái gì. Đấy thì trong cái bài này chúng ta sẽ ứng dụng những cái kiểu đấy để tạo ra các biến. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đi cái khái niệm thế nào gọi là một biến. Đó, một biến thì các bạn hiểu đơn giản đó là trong máy tính ấy, thì sẽ có những cái ô nhớ. Đấy, các bạn hãy tưởng tượng cái ô nhớ nó sẽ giống như kiểu là những cái hộp đấy được xếp liền nhau. Ok, rất là nhiều những cái hộp được xếp liền nhau. Đó, xếp rất là rộng. Đấy thì mỗi cái hộp đấy sẽ là tương ứng với một cái ô nhớ. Và khi mà cái chương trình của nó chạy thì nó cần có dữ liệu đầu vào cũng như là có dữ liệu sau khi xử lý nó đưa kết quả đầu ra. Thì những cái giá trị đấy sẽ lưu trữ ở trong một cái vùng nhớ được đặt tên. Đấy thì nó là tên của một cụm các ô nhớ. Cái cụm ô nhớ đấy có thể có một hoặc nhiều ô nhớ nha. Thì được gọi là một cái biến. Đấy, như vậy thì biến là tên của một cái vùng nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu. Hiểu đơn giản như thế thôi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nội dung liên quan đến bài trước, đó là với mỗi một biến ấy, thì nó sẽ phải xác định kiểu, bởi vì cái ngôn ngữ lập trình Java nó là một ngữ mạnh về kiểu, tức là nó phải xác định cụ thể một cái kiểu đấy khi mà chúng ta tạo ra cái biến để lúc mà thao tác ấy, thì cái chương trình Java nó biết là cái biến đấy là kiểu gì. Đấy, kiểu gì sau đó thì nó mới tìm được cái những cái thao tác phù hợp để thực hiện trên những cái biến đấy. Ok, ở đây thì cái thao tác để chúng ta khai báo biến thì như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được kiểu nó, ví dụ int, sau đó là dấu cách đến với tên biến, ví dụ như là a, b, c. Đó, thì đây là một khai báo biến. Tiếp, chúng ta cũng có thể tạo ra cái biến kiểu long, đấy, ví dụ như là my value đi. Rồi. Chúng ta cũng có thể tạo ra kiến biến kiểu boolean. Đấy, y true. Rồi. Ok, đây thì đây là một cái ví dụ minh họa về biến này. Nếu như trong cái trường hợp mà các bạn có nhiều hơn một biến được khai báo trên cùng một cái câu lệnh khai báo biến ấy thì những cái biến đấy sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Đây này. Ok, chưa? Đó, còn nếu như nó chỉ có một biến thôi thì chúng ta làm như thế này. Đấy, cái cách mà các bạn khai báo thì là tùy ý nha. Đấy, các bạn có thể khai báo như thế này, hoặc là cũng có thể khai báo như thế này. Đó, tức là chúng ta không gộp nữa mà chúng ta int A, chúng ta int B là int C. Đó, và lưu ý là tất cả những cái kiểu này này, thì bây giờ chúng ta mới tìm hiểu cái kiểu nguyên thủy, thì chúng ta có thể là sử dụng những cái kiểu đấy. Ok, và phải đúng kiểu nha. Nếu như chúng ta gõ sai, ví dụ như thế này, đây thì nó sẽ không đúng kiểu, được chưa? Cái này nó sẽ báo lỗi. Đấy, nó đỏ lòm ra đây này. Đấy thì nhớ là nó phải gõ đúng cái cú pháp, và đây chính là một cái keyword. Đấy, cụ thể về keyword thì trong một cái bài cụ thể mình sẽ nói với các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với cái thứ hai. Kiểu tra đi. Tra ví dụ như C character. Character. Ví dụ mình sẽ gán cái ký tự này bằng 1. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái giá trị như thế này. Nếu như cái biến bình thường khai báo như thế này. Đó, thì nó chỉ là khai báo biến thôi. Còn nếu như trong quá trình khai báo biến đó mà chúng ta gán luôn nó như thế này thì chúng ta sẽ gọi nó là khởi tạo. Được chưa? Tức là trong quá trình khai báo thì chúng ta gán giá trị luôn thì gọi là khởi tạo. Ví dụ ở đây A mình sẽ gán bằng 100. Đó, B ở chỗ này mình sẽ gán bằng 255 đi. C mình sẽ gán bằng A cộng với B chẳng hạn. Chưa? Đấy. Thì đây chính là khởi tạo. Ok. Tức là khai báo biến đồng thời gán giá trị cho cái biến đấy luôn gọi là khởi tạo. Còn nếu như khai báo bình thường mà không có dấu gán đấy thì đây là phép gán này, được chưa? Đó, về sau thì sẽ có thêm một cái phép so sánh nữa, các bạn sẽ chú ý rồi là đây là phép gán, mình nhấn mạnh lần nữa. Ok,
Rồi thì đây chính là cái cú pháp chúng ta khởi tạo một cái giá trị cụ thể ban đầu cho một cái biến khi mà chúng ta khai báo nó. Rồi sau đó thì khi mà chúng ta đã có các biến này rồi thì chúng ta có thể thao tác, ví dụ như là chúng ta thực hiện cộng trừ nhân chia, rồi là chúng ta làm gì đấy, vân 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 vân. Đấy thì những cái giá trị này thì chúng ta có thể khởi tạo giá trị cho nó. Rồi đây là cái khai báo biến này. Thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu về cái biến ấy, thì nó sẽ phải có cái cách đặt tên. Thì giống như cái bài đầu tiên là mình nói với các bạn, đó là khi mà chúng ta đặt tên một class thì luôn luôn bắt đầu bằng chữ hoa. Thì ở đặt tên biến ở đây thì chúng ta sẽ quy ước với nhau, đó là khi chúng ta đặt tên biến thì chúng ta sẽ bắt đầu bởi chữ thường, và từ cái từ thứ hai, nếu như cái biến đấy nó có, tức là tên biến ấy, nó có nhiều từ ghép lại, thì ký tự đầu mỗi từ sẽ là viết hoa, ví dụ như thế này, my value. Đó thì chữ V là ký tự đầu tiên của từ tiếp theo thì sẽ luôn luôn viết hoa. Đây, YouTube thì cái ký tự đầu tiên của từ thứ hai này luôn luôn là viết hoa. Đấy thì đây là cái quy ước đặt tên. Tiếp theo mình sẽ cho một cái ví dụ, sẽ là kiểu double đi. Đây, double. Ví dụ như ở đây là chúng ta đặt một cái tên gì nó dài dài đi. Chỗ này ví dụ mình đặt tên là A, B, C chẳng hạn, như thế này. Đó. Thì lưu ý ở đây đó là mỗi một cái thằng này này. Đó, thì nó phải làm sao để gợi nhớ, tức là mỗi một tên của cái biến ấy phải gợi lên cho cái người khi mà chúng ta đọc ấy, thì chỉ cần đọc vào cái tên đấy là chúng ta có thể mường tượng ra là cái biến đấy dùng để làm gì. Chúng ta không nên đặt tên nó như thế này. Được chưa? Đó. Và khi đặt tên chúng ta không bắt đầu bởi số, ví dụ như này. 1F E rồi cái gì như thế này. Đấy, chúng ta không có đặt tên như thế này, tức là tên luôn luôn phải bắt đầu bởi ký tự hoặc dấu gạch dưới. Đấy, ví dụ như này. ABC chẳng hạn. Đây. Thì thế này là chấp nhận được, chứ không bao giờ được đặt tên bắt đầu bởi số. Đấy, chưa? Chúng ta cũng không nên đặt tên bắt đầu bởi dấu đô la như thế này. Đó, và chỉ nên bắt đầu bởi ký tự chữ cái hoặc là dấu gạch dưới như thế này. Đấy, chỉ nên làm như thế thôi. Và tên thì chúng ta không nên đặt ABC hay là ABD như thế này. Đấy, mà nó phải cụ thể ra, ví dụ như cái này là cái lãi suất đi. Lãi suất đấy thì là nên đặt như thế này. Cái này chúng ta không đặt, sẽ không đặt là A nữa, mà chúng ta sẽ đặt là first number đi. Đấy thì chỗ này chúng ta B sẽ đặt là second number. Đây, đặt tên như thế này, cái này sẽ bằng first cộng với second. Đấy, chúng ta đặt tên như thế này nhá, không có đặt tên như kiểu là ABC. Và cái này chúng ta, nó là kết quả của hai cái thằng này cộng với nhau, thì như vậy nó là kết quả của một tổng, thì chúng ta sẽ đặt nó là sum đi. Đó, chưa? Đấy, như vậy thì chỉ cần nhìn vào, à đây là sum, thì người ta sẽ tưởng tượng ra là cái thằng này sẽ dùng để lưu trữ một cái tổng nào đó. Đấy, thì tổng là cái của cái gì thì chưa chưa cần biết, nhưng mà cái này chắc chắn là khi mà đọc người ta có thể tưởng tượng ra, có thể hiểu luôn là à đây cái biến này dùng sẽ để lưu trữ tổng của cái gì đấy. Cái thằng first number này thì người ta sẽ tưởng tượng ra là à chúng ta sẽ nhập vào đây là cái giá trị số đầu tiên. Second number thì sẽ có ý nghĩa là chúng ta sẽ nhập vào cái giá trị thứ hai. Đấy vân vân. Nha. Đây cái biến này ITRUE, tức là chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái một cái giá trị, một cái điều kiện nào đó chẳng hạn thì có đúng hay không. Đó rồi là cái này là character, thì chúng ta cũng có thể đặt như này hoặc là theo cái gì đó. Ví dụ tiếp là lãi suất, thì khi mà đọc vào đây chúng ta biết là cái biến này ấy, thì nó sẽ dùng để lưu cái lãi suất tiền gửi của một cái kỳ hạn nào đó chẳng hạn. Đấy thì ở đây chính là cái quy tắc mà chúng ta đặt tên cho biến. Ok, và trong cái bài biến này thì chúng ta chỉ tìm hiểu đơn giản những cái vấn đề xoay quanh biến đấy thôi, còn những cái cộng trừ nhân chia cái thứ này thì đến cái bài về toán tử thì mình sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn sau.
Ở đây thì sau khi có cái các biến này rồi ấy, thì chúng ta sẽ có thể xuất cái giá trị đấy ra cái màn hình bằng cái println hoặc printf tùy các bạn. Đó. Thì nếu như chúng ta in ra giá trị của biến ấy, ví dụ như thế này, in ra sum thì chúng ta chỉ việc gõ vào trong cái ngoặc tròn này sum. Đấy thì khi mà chúng ta chạy đây thì nó sẽ in ra cái kết quả cho chúng ta. Đây, đây là cái kết quả này. Rồi. Rồi. Tiếp, bây giờ mình muốn là tức là trong đây ấy, thì chúng ta có thể in ra rất là nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta in ra first number cộng với second number. Đấy, có thể thực hiện thế này luôn. Cộng thêm với một cái chuỗi. Đó, gì 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 đấy. Phẩy như này chẳng hạn. Rồi lại cộng tiếp với giá trị character đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể cho thêm cái này vào đây, cho dấu cộng vào. Thì cái này ví dụ như là sum of two number. Thế này đi, cách ra. Đấy, khi mà chạy thì nó sẽ in ra cái kết quả cho chúng ta. Đấy, thì đây. Đây chính là cái kết quả. Tại sao nó lại cái này là 10 100 với 255 mà không phải là 355 như lúc nãy? Thì cái này chính là cái mà khi mà đến cái phần string thì mình sẽ nói cụ thể, còn bây giờ thì chúng ta nên chỉ cần làm cái thao tác là đóng cái ngoặc này lại. Đó, thì nó sẽ ra cái kết quả chính xác cho chúng ta. Đây, ok, thì bây giờ nó đã chính xác rồi. Rồi, bây giờ thì đến đây thì cái clip này cũng kết thúc rồi, bởi vì cái nội dung chính của chúng ta là chỉ tìm hiểu về các biến thôi. Còn những cái thao tác liên quan đến biến thì chúng ta sẽ học ở trong cái bài sau, những bài liên quan đến toán tử. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.